Phúc Lộc Thọ hay Phước Lộc Thọ thì là thuật ngữ thường được sử dụng trong văn hóa Trung Hoa và những văn hóa chịu ảnh hưởng từ nó để nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp là những điều tốt lành, sự thịnh vượng và tuổi thọ. Mỗi điều tượng trưng cho một vị thần và ba vị này thường gọi chung là ba ông Phúc Lộc Thọ hay là Tam Đa và thường thì không được tách rời. Sự tích một. Truyền thuyết kể rằng thì ở đời thượng cổ ở Trung Quốc, tương truyền vua Nghiêu, vị hoàng đế hiền minh thời Thịnh Trị Thái Bình, nhân dịp tiết xuân đi thưởng ngoạn cảnh xuân và thị sát vùng đất Hoa Phong để hiểu thêm nhân tình thế thái thì nhân dân đã chúc tụng nhà vua ba điều. Một là kính chúc nhà vua trường thọ thì vua Nghiêu không nhận. Nhân dân lại nói điều hai là xin chúc nhà vua thật phú quý, nhiều lộc thì nhà vua cũng từ chối và tránh đi. Nhân dân lại chúc tiếp điều ba, chúc nhà vua sinh nhiều con trai, tỏa phúc ấm cho cả hoàng tộc thì vua Nghiêu vẫn không chấp nhận mà thay mặt triều đình ban những lời chúc tụng đó thành ba điều chúc là đa phúc, đa lộc, đa thọ hay còn gọi là tam đa cho cả trăm họ. Từ đó thì Tam Đa trở thành lời chúc cho những ngày Tết đến xuân sang và cũng từ đó thì có tượng ba ông Tam Đa. Về sự tích 2 thì có một sự tích khác đầy ấn tượng kể về ba nhân vật này. Chuyện xưa bên tàu thì hình tượng Phúc Lộc Thọ xuất phát từ ba con người có thật ở ba triều đại phong kiến ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết của người Hoa Hạ thì ông Lộc là một tham quan chuyên ăn đút lót. Ông Thọ thì là lại một vị quan thực dụng ưa xu nịnh vua để được ban thưởng. Trong dinh của ông thì cung nữ nhiều chẳng kém vào cung vua. Chỉ có ông Phúc là quan thanh liêm, ngay thẳng và con cháu đời huề. Ông Phúc thì tên thật là Quách Tử Nghi, thừa tướng thời nhà Đường. Ông xuất thân vốn là quý tộc, đồng ruộng bát ngát hàng trăm mẫu. Nhưng suốt cuộc đời tham gia triều chính thì ông sống rất liêm khiết, thẳng ngay, không vì vinh hoa phú quý mà là mất nhân cách con người. Cụ bà và cụ ông thì bằng tuổi nhau. Người Việt có câu thì cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, còn theo người Hoa Hạ ở Trung Nguyên thì vợ chồng cùng tuổi là rất tốt. Họ có thể điều hòa sinh khí âm, khí dương cho nhau, vì vậy có thể bớt đi những bệnh tật nguy hiểm. Lại cùng tuổi nên dễ hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau nên hai ông rất tâm đầu ý hợp. Hai cụ thì 83 tuổi đã có cháu Ngũ Đại, lẽ dĩ nhiên là phải là nam tử rồi. Ông Phúc thì thường bế đứa trẻ nên là tay là như vậy. Theo phong tục của người Hoa cổ đại thì sống đến lúc có cháu ngũ sự, đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên là sung sướng, phúc to, phúc dày lắm. Bởi thế ông mới bế thằng bé, cháu Ngũ Đại đứng giữa đời, giữa trời và nói: nhờ rời, nhờ phúc ấm tổ tiên thì ta được thế này, còn mong gì hơn nữa. Rồi ông cười một hơi mà thác: được thác như ông mới thực sự được về cõi tiên cảnh nhàn du. Ông bà ra ôm lấy thi kể của ông và chít nội than rằng: tôi cùng tuổi với chồng, phúc cũng đủ đầy, dày sâu, sao trời chẳng cho đi cùng. Ai ngờ có thể dứt lời thì cụ bà cũng đi luôn về nơi chín suối. Hai cụ được con cháu hợp táng, vậy là sống bên nhau, có nhau, chết ở cùng nhau. Hỏi còn phúc nào bằng, và ông được người đời đặt tên là Phúc. Ông Lộc tên thật là Đậu Từ Quân, làm quan đến chức thừa tướng nhà Tần. Nhưng ông Đậu Từ Quân là một quan tham, tham lắm, ông tưởng không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu là của đút lót của những kẻ nịnh thần, mua quan bán tước, chạy tội cho chính mình, cho con, cho cháu, cho dân tộc. Trong nhà ông thì của cải chất cao như núi, tưởng ông Đậu Từ Quân được như thế đã là giàu sang, vinh quang đến tột đỉnh. Ông chỉ hiềm một nỗi là năm ông 80 tuổi vẫn chưa có đích tôn. Do vậy ông lo nghĩ buồn giàu, sinh bệnh mà chết. Ông ốm lâu lắm, lâu như kiểu bị tai biến mạch máu não bây giờ. Ông nằm đến nát thịt, nát da, mùi hôi thối đến mức con gái không dám đến gần. Đến khi chết thì ông không nhắm mắt được. Ông than rằng: lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân? Ông Thọ thì tên là Đông Phương Sóc, làm thừa tướng đời nhà Hán. Triết lý làm quan của ông Đông Phương Sóc là quan thì phải lấy lộc, không lấy lộc thì làm quan để làm gì? Ông coi buôn chính trị là buôn khó nhất, lãi to nhất. Nhưng ông Đông Phương Sóc vẫn là quan liêm, bởi ông nhất định không nhận đút lót, không chỉ thích lộc của vua ban thưởng. Được bao nhiêu tiền thưởng thì ông lại đem mua gái đẹp về làm thê thiếp. Người đương thời đồn rằng trong dinh ông thì gái đẹp nhiều đến mức chẳng kém gì cung nữ ở cung vua. Ông Thọ đến năm 125 tuổi nên người đời mới gọi ông là ông Thọ. Trước khi về trốn Vĩnh Hằng thì ông Thọ còn cưới một cô vợ xinh đẹp mới 17 tuổi. Ông Đông Phương Sóc bảo ông được Thọ như vậy là ông biết lấy âm để dưỡng dương. Do vậy ông Đông Phương Sóc muốn có nhiều tiền để mua gái trẻ làm liều thuốc dưỡng dương. Cho nên vậy suốt cuộc đời của ông thì ông chỉ tìm lời nói thật đẹp, thật hay để lấy lòng vua. Có những người bạn khuyên ông thì ông làm quan đầu triều mà không biết tìm lời phải, ý hay can gián nhà vua. Ông chỉ biết nịnh vua để lấy thượng thì làm quan để làm gì? Ông Đông Phương Sóc thì vuốt chòm râu bạc cười khà khà bảo: làm quan không lấy thưởng thì tội gì mà làm quan?
can gián vua, nhỡ ra vua phật ý, tức giận, chém đầu cả ba họ thì sao? Ông Đông Phương Sóc năm 125 tuổi thì mới tiệu từ giã cõi đời. Khi ông chết thì con không còn, cháu cũng đã hết cơm gạo mà chắc đích phải là ma, phải thay cha, thay ông, chở ông nội. Vậy làm quan như ông, thọ như ông thì phòng có ích gì? Qua ba bức thượng phúc lộ thọ thì người đấy thấy người Hoa Hạ thật là tài giỏi. Họ đã khéo léo xếp ba vị thừa tướng, ba vị tính cách khác nhau ở ba triều đại khác nhau để gian đời. Trong ba điều ước phúc lộc thọ ấy thì chỉ có một mà thôi. Ba vị đó được người đời Trung Quốc dựng lên ba hình tượng, không phải chỉ để thờ, mà để người đời nhìn gương đó mà lựa chọn cách sống cho phù hợp. Phúc lộc thọ thì có lối sống khác nhau. Phúc thì tử thế, còn cầu theo lộc thọ là cầu cái vô phúc. Liệu ai có muốn không? Thực ra thì khi thờ ba ông này, người ta đã khéo khôn xếp, khôn khéo sắp xếp chúng có được cả ba cái mà người đời ai cũng mong, chứ không phải muốn chúng ta học tính cách của ba ông này hay là ông kia. Về ý nghĩa phong thủy của bộ tam đa phúc lộc thọ thì ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành. Tương truyền thì ông Phúc là một quan thanh liêm của triều đình. Theo quan niệm xa xưa thì nhà đông con là nhà có phúc, nên đôi khi còn có một đứa trẻ đang nắm lấy áo ông Phúc hoặc nhiều đứa trẻ vây quanh ông, hay là hình ảnh có con rơi bay xuống ông. Thì rơi phát âm trong tiếng Hán là phúc. Ông Lộc hay là thần tài tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Theo truyền thuyết thì ông Lộc được sinh ra tại Giang Tây, sống trong thời Thục Hán ở Trung Quốc. Ông còn là một vị quan lớn của triều đình, có nhiều tiền của. Ông thường mặc áo màu xanh lục, vì trong tiếng Hoa thì Lộc phát âm gần với lục. Tay cầm cái như ý, hoặc thường là một con hươu đứng bên cạnh. Hươu được phát âm giống với Lộc. Ông Thọ thì tượng trưng cho sự sống lâu, với hình ảnh là một ông già râu tóc trắng, trán hói, râu cao, tay cầm quả đào, bên cạnh thì thường có thêm con hạc. Ba ông tiên là Phúc Tinh, Lộc Tinh và Thọ Tinh thì tiêu biểu cho ba hạnh phúc lớn nhất của người, là Phúc là con cháu đầy đủ ngoan hiền, Lộc là tài lộc dồi dào, và Thọ là sống lâu không bệnh tật. Bộ tam tiên phúc lộc thọ thì mang nguyên khí của sao Lục Bạch Kim Tinh, có tác dụng rất lớn trong vận tám. Cát khí đem lại cho chủ nhà nhiều phúc lộc và công danh, tiền tài tăng tiến. Người dùng gia tăng cát khí cho sao Lục Bạch, nhất là Bạch Thủ, với phúc lộc, công danh, học hành, hoặc là gia tăng tuổi thọ, sức khỏe, cầu tài và cầu sinh thêm con cái. Qua những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên về ý nghĩa cũng như là sự tích về tượng tam đa và ông Phúc Lộc Thọ thì có lẽ các bạn đã hiểu thêm như nào về ý nghĩa của ba bức tượng này. Nếu quý vị quan tâm thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phong thủy cũng như là đồ gỗ nội thất. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.